Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến khóa học HA dành cho người lập trình. Thì tôi là Nguyễn Văn Hiệu đến từ KaoTuben. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về cách phát triển ứng dụng trên HA bài 2.1. Thì với bài này thì các bạn sẽ biết được là cái việc sử dụng trên các cái tool, các cái công cụ trên on-chain và off-chain như thế nào và cách test như thế nào. Ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào ba cái chủ đề quan trọng khi làm việc với HRA. Thì thứ nhất là các cái mã on-chain, thì là cái mã viết trên chuỗi như thế nào. Thì trong phần này chúng ta sẽ khám phá việc viết mã hay là hợp đồng thông minh ở trên HRA, nơi các cái tính toán và các cái giao dịch được thực hiện trên chuỗi. Chúng ta sẽ xem xét cách triển khai các hợp đồng thông minh và cách giao dịch trên blockchain Cardano. Phần 2 là cái phần mã off-chain đối lập với mã on-chain, thì là cái phần này tập trung vào việc xây dựng và triển khai các cái mã ngoài chuỗi, nơi tính toán và xử lý các dữ liệu diễn ra ngoài blockchain. Chúng ta có thể tìm hiểu về cách tích hợp mã ngoài chuỗi vào HARA và tại sao nó lại quan trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống. Thứ ba là việc testing, kiểm thử là một cái phần không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm. Trong cái bài giảng này thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái phương pháp kiểm tra thử cho cái dự án trên HARA. Chúng ta đi vào phần đầu tiên là mã trên chuỗi của HARA. Thì mã trên chuỗi của HARA HIT sẽ hoàn toàn giống với mã trên chuỗi của Cardano. Điều này là một trong những điểm nổi bật chính của thiết kế HARA. Các header cũng được gọi là các kênh trạng thái đẳng hình. Do vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái mã trên chuỗi Cardano là gì. Đầu tiên, cái mã trên chuỗi Cardano thì chính là mã viết hợp đồng thông minh. Cốt lõi của cái mã trên chuỗi Cardano chính là protocol core. Thì protocol core là cái ngôn ngữ lập trình chính thức, lập trình chức năng được thiết kế riêng cho blockchain Cardano. Nó dựa trên hacker, ngôn ngữ lập trình có độ bảo mật cao và cái khả năng kiểm tra tính hợp lệ. Hiện tại thì có rất nhiều ngôn ngữ có thể viết hợp đồng thông minh trên Cardano. Đầu tiên phải nói đến là Protus TX. Protus thì một cách để viết viết các hợp đồng thông minh trong trong cái BTX thì đó là một cái plugin biên dịch cùng với cả Hacker Compile, trình biên dịch Hacker phổ biến với ngôn ngữ chính là Hacker. Đây là phương pháp được hỗ trợ để viết mã on-chain, được thực hiện bởi nhóm IOG, đó là ngôn ngữ cụ thể có thể được tạo ra dựa trên hacker, và do đó nó phản ánh cú pháp của ngôn ngữ mẹ của nó gần như là một một. Thì cái BTX là cái phương pháp chính được hỗ trợ bởi nhóm IOG và hỗ trợ từ các thực thể sáng lập khác. Nó có sự hỗ trợ đầy đủ trong suốt trong một số lĩnh vực, nhưng cũng thiếu nhiều cái tài liệu tài nguyên giao diện trong hệ sinh thái Cardano so với các phương pháp thay thế như iCan. Nó cũng nhận được một số cải tiến lớn, hard fork vaccine và có sự ra đời của Protus V3.2, và hiện tại nó có đã có Protus V3 chuẩn bị được lên mainnet. Cái ngôn ngữ lập trình thứ hai mà có thể phát triển trên Cardano, on trên Cardano và phát triển hợp đồng thông minh thì là Opsin. Opsin này là ngôn ngữ sử dụng mã Python 100% hợp lệ với các cái logic on chain trên Cardano. Đây là lựa chọn chính của những người muốn xây dựng trên mạng lưới có kinh nghiệm về Python. Có một cộng đồng lớn của các nhà phát triển phân tích dữ liệu đến từ Python có thể sử dụng cái lựa chọn này làm một cái phương tiện để tiếp cận với nền tảng blockchain Cardano.
Cái thứ ba là Iken. Iken thì là một trong những phương án có thể thay thế cho Protect. Iken mượn một số cú pháp từ Rust, hay nó có thể phát triển từ ngôn ngữ Rust và tích hợp chúng vào một công cụ thân thiện và cho phép nhà phát triển Cacao. Thì Iken cũng đã được Caro Foundation hỗ trợ như một ngôn ngữ mã nguồn mở cho Caro tập trung vào việc tạo ra các cái quá trình quản lý gói dễ sử dụng, cung cấp các thông tin báo lỗi dễ đọc, giúp xác định vấn đề nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn. Tiếp đến thì là cái thứ tư là chúng ta phải nói đến cái mã viết hợp đồng thông minh BlueTS. BlueTS được phát triển bởi Harmonic Nap, là một lựa chọn khác cho mã on-chain. Nó sử dụng ngôn ngữ TypeScript, và việc triển khai các ngôn ngữ này cũng cung cấp các công cụ để viết mã off-chain, cho phép các nhà phát triển sử dụng cùng một cú pháp cho cả hai phần, là phần on-chain và off-chain của mỗi ứng dụng trên Caro. Trong phần mô tả của video này thì chúng tôi sẽ gắn kèm các cái đường dẫn của các cái khóa học và những cái website chính thức từ những cái ngôn ngữ viết hợp đồng thông minh này. Các bạn có thể tham khảo ở trong phần mô tả của video. Thì đặc điểm chính của cái mã on-chain trên Caro này thì là nó như thế nào? Để làm sao mà nó cái mã này nó có thể thực hiện trong layer 1 Caro và layer 2 Hara, thì đặc điểm chính của nó có các cái đặc điểm chính như sau. Thứ nhất là cái độ bảo mật cao. Mã on-chain trên Caro được viết bằng ngôn ngữ Protost hay là ngôn ngữ lập trình chức năng có thể thiết kế riêng cho bấu trên Caro. Protost nó dựa trên hacker như chúng ta đã nói ở trên, là cái ngôn ngữ có độ bảo mật cao và khả năng kiểm tra tính hợp lệ chính thức. Mã on-chain còn được thực thi trong cái môi trường sandbox an toàn để giúp giảm thiểu nguy cơ bị tấn công. Tiếp đến là cái khả năng kiểm tra và tính hợp lệ của validator. Thì bảo tốt cho phép kiểm tra tính hợp lệ của mã on-chain. Điều này giúp đảm bảo rằng mã on-chain hoạt động đúng như mong muốn và không có lỗi tiềm ẩn. Kiểm tra tính hợp lệ chính thức giúp nâng cao cái độ tin cậy và bảo mật của các ứng dụng phi tập trung để áp được xây dựng trên Caro. Tiếp đến thì nó còn có các cái đặc tính như là tính linh hoạt. Nó có thể sử dụng để phát triển nhiều loại mã on-chain khác nhau, từ hợp đồng thông minh đơn giản đến các hợp đồng thông minh phức tạp. Mã on-chain có thể được sử dụng để tạo ra các cái đề áp dạng như là các sàn giao dịch phi tập trung, DEX, các hệ thống quản lý định danh DAD, hay là các hệ thống bỏ phiếu. Tiếp đến thì cái khả năng mở rộng của nó cũng được đề cập đến, được thiết kế để mã viết mã on-chain tối ưu hóa và tận dụng các cái khả năng mở rộng này, giúp cho các đề áp hoạt động hiệu quả ngay cả khi mạng lưới Caro có nhiều người sử dụng. Tiếp đến nó khi mà sử dụng các cái mã on-chain này thì nó cũng thực hiện các cái tính minh bạch để lưu trữ cái trên blockchain có thể được truy cập bởi bất kỳ ai. Thì điều này đảm bảo cho tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cho các cái đề áp được xây dựng trên Caro. Tóm lại thì các cái đặc điểm nổi bật của mã on-chain trên Caro cũng chính là các cái đặc điểm nổi bật khi mà sử dụng nó trên mã trên mạng trên 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 Hara layer 2.
nó có những cái đặc điểm như là bảo mật cao, khả năng kiểm tra tính hợp lệ, tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu cái mã opt-in mà được sử dụng trên trên Hara. Thì Hara đến giờ thì phần Hara opt-in code mới có sự khác biệt với lớp 1. Đây là nơi mà cái sự khác biệt giữa on-chain giữa layer 1 và layer 2. Layer 2 là Hara, layer 1 là Cardano. Trước hết ta có thể nói đến opt-in của các Cardano. Nó có những cái hỗ trợ gì và nó sử dụng các công cụ gì để tương tác với blockchain. Vì nó có sự khác biệt nên là chúng ta phải nghiên cứu xem cái phần opt-in của Cardano Layer 1 thì nó có những cái công cụ nào hỗ trợ, thì để từ đó thì chúng ta sẽ hiểu biết hơn về các cái mã opt-in trên Hara hiện đến thời điểm hiện tại nó có những cái gì. Đầu tiên thì cái trên Cardano, opt-in trên Cardano thì nó có cái giao diện CDI Cardano Common Line được thiết kế để hỗ trợ các cái mã ngoài chuỗi. Thì Cardano CDI của Cardano sẽ được cài đặt cùng với các cái lốt Cardano lốt hoạt động song song với Cardano lốt. Đó là một hệ thống các cái lệnh và các cái lệnh thực hiện một loạt các cái vai trò rất là lớn. Nó có thể sử dụng dễ dàng để tạo ra các cái việc như là địa chỉ, tạo địa chỉ hay lúc token hay thêm thêm các cái siêu dữ liệu cho các cái giao dịch. Tiếp đến là chúng ta có thể sử dụng cái Bloat Application Backend PAB. Đấy. Là nó là một cái framework off-chain cho phép các nhà phát triển thiết lập tất cả các cái yêu cầu mà khác nhau mà off-chain sử dụng. PAB ban đầu thì được tạo ra bởi ILG. Rồi PAB sử dụng cũng là nó sử dụng các cái mã hacker để làm ngôn ngữ. Tiếp đến thì chúng ta phải nói đến các cái tool và các cái công cụ khác mà do cộng đồng phát triển. Đầu tiên là đến nói đến Map. Đấy. Map là một nền tảng off-chain sử dụng các cái ngôn ngữ phổ biến trong cộng đồng nhà phát triển web như JavaScript hoặc TypeScript. Nó có thể tương tác với các trình xác thực được viết bằng Bloat hay là các cái ngôn ngữ hợp đồng thông minh khác, Obsidian hay là ICANN. Ngôn ngữ của Cardano hỗ trợ tất cả các cái vai trò của mã off-chain. Nó cũng là một cái nền tảng rất thân thiện với người dùng. Đấy, cái map này ở đây đầy đủ và có các ví dụ, các cái tài liệu hữu ích để mà những người mới có thể thực hiện được. Và có lẽ đây là một cái điểm khởi đầu rất tốt cho các nhà phát triển mới tham gia vào lĩnh vực off-chain này. Tiếp đến là cái ALAT. ALAT là một cái lựa chọn thay thế cho PAB, mã nguồn mở được tập trung vào bằng viết bằng hacker. Ở đây là một công cụ đa dụng có thể đơn giản hóa cái việc lập trình hacker và tối ưu hóa cái mã off-chain khi việc sử dụng để giao dịch con tương tác với hợp đồng thông minh Cardano. Và nó là lựa chọn tốt cho những người muốn giữ toàn bộ ứng dụng của mình chỉ sử dụng hacker và không tách mã on-chain và off-chain ra. Nền tảng cũng có thể tính linh hoạt cho phép nó tương tác với các công cụ phát triển khác trong cùng hệ sinh thái. Đấy. Tiếp đến là có thể nói đến là Lucid. Đấy, Lucid là một công cụ phát triển rất là mạnh và rất được ưa chuộng của các cái lập trình viên. Lucid là một cái hệ thống off-chain được rất nhiều người dùng và nó có thể sử dụng là JavaScript
Nó được thiết kế cho các lập trình viên quen thuộc với nhà phát triển web, với giao diện quen thuộc. Và nhóm phát triển dự án này là các thành viên của cộng đồng Kano đã tạo ra nhiều ứng dụng được tìm thấy trong hệ sinh thái. Ví dụ như là MinSwap hay là ThunderSwap, họ đều có sử dụng cái công cụ là Lucid này. À, tiếp đến là có thể chúng ta nói đến là công cụ PyCano. Đây là một cái công cụ mà SDK được viết trên Kano và viết chính là bằng cái ngôn ngữ Python. Thư viện của họ có thể tạo và cân bằng cái, hay là xử lý hay là ký các giao dịch dự án nhằm mục đích thu hút các nhà phát triển Python vào Cardano. Rồi thì giờ đây thì chúng ta sẽ nói, vừa rồi là nói đến các cái mã off-chain của layer 1 Cardano, thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc là mã off-chain của Hara thì chúng ta sử dụng cái gì. Hiện tại thì mã off-chain của Hara thì nó nhất là nó, đầu tiên nó không sử dụng, không support với PAAB. Khi nó đến Hara thì các tiện ích của mô hình contract là nó không khả dụng, vì vậy các nhà phát triển không thể có quyền truy cập vào các cái công cụ này để mà sử dụng được. Nhưng mà bên cạnh đấy thì chúng ta thay vào đó thì chúng ta sẽ sử dụng, xây dựng các cái ứng dụng off-chain trên Hara nhờ vào các cái định dạng Sibor. Đấy, Sibor. Tất cả các cái transaction mà chúng ta muốn gửi vào các cái Hara node để thực hiện các cái giao dịch thì chúng ta cần phải chuyển thành cái Sibor. Giao diện để giao tiếp với Hara node thì chính là cái socket, web socket. Đấy, web socket này. Và các nhà phát triển phải tự tự xây dựng các cái ứng dụng kết nối với web socket này để gửi và nhận các cái sự kiện thông qua nó. Do đó thì cái Hara node sẽ tạo các cái lệnh thông qua socket, web socket. Đấy, web socket thì nó được chia thành hai phần. Đấy, cái web socket này, cái phần thì nó chia thành hai phần. Phần thứ nhất là bắp, phần thứ hai là sắp. Thì phần đầu tiên là cái phần bắp này thì nó sẽ mô tả các cái lệnh mà Hara sẽ chấp nhận, hay là người dùng sẽ gửi các cái lệnh lên Hara node thông qua nó, thông qua cái socket này thì nó gọi là pub. Đấy. Phần thứ hai là phần sắp. Đấy. Thì cái phần này nó sẽ là hiển thị mô tả các cái sự kiện sẽ được phát ra thông qua socket task. Một sự kiện quan trọng mà các nhà phát triển quan tâm là slash shop confirm. Đấy, confirm. Sự kiện này sẽ phát ra tất cả những người tham gia hết và đã xem và đã ký giao dịch được gửi bởi một trong số họ. Có một cái điểm đáng chú ý là khi một giao dịch nằm trong cái NASOP thì nó đã được xác nhận thì không có khả năng được đảo ngược. Khi mà nó xác nhận thì nó sẽ không có khả năng đảo ngược cái giao dịch đấy. Ở đây là một cái sự khác biệt quan trọng so với L1 Cardano lốt. Trong trường hợp đó, với trong trường hợp của như tương tự như này với Cardano lốt thì một lốt mà đã nhìn thấy cái một giao dịch khi mà khối đã được đóng, nhưng mà cái giao dịch đấy vẫn có khả năng có thể bị đảo ngược so với nhưng mà với các cái xác suất có thể giảm dần theo các khối, các cái hồ bơi tạo ra.
Thì trong trong Hara nó còn còn có cái đặc điểm nữa là cách duy nhất mà tạo ra cái lá shop là tất cả các cái lốt trong Hara cần phải chấp thuận. Đấy, cần phải chấp thuận và ký cái bản lá shop đó. Thì toàn bộ cái quá trình này thì yêu cầu tất cả mọi người tham gia hết phải trực tuyến mọi lúc. Đấy. Đổi lại là nó không có bất kỳ một cái sự không chắc chắn nào hoặc khả năng đảo ngược nào xảy ra. Đấy là một cái ưu điểm của cái HANA. Được rồi, thì giờ chúng ta nói đến cái phần thứ ba là thử nghiệm hay là kiểm tra trước khi đem chúng lên cái mạng testnet hay là mainnet. Việc kiểm tra ở bên trong HANA hết có sự khác biệt so với làm việc với N1 Cano, vì bạn sẽ không có quyền truy cập vào emulator check hoặc là môi trường sân chơi hay là playground đã được triển khai trước để kiểm tra. Đấy, đây là cái điều mà khó khăn khi mà sử dụng một cái chạy trên HANA. Nhưng mà thay vào đó thì có cái giải pháp là có thể tạo ra các cái mạng Deplet Cano cục bộ cùng với một cái các cái cụm Hadoop theo chương trình trước và chạy các bài kiểm tra trực tuyến trên đó. Gói nó thêm vào cái gói Hara Q để có thể được sử dụng trong Hara để thực hiện các bài kiểm tra từ đầu đến cuối giao thức, và do đó đây là một cái bản thiết kế tốt để thiết lập này thành thành phần thư viện của cái này là cần thiết khi gửi Hara vào API hay là chạy các cái xác nhận đầu ra API. Bạn hoàn toàn có thể là truy cập vào cái trang web này, cho cái GitHub của input output Hồng Kông này để mà tìm hiểu thêm về cách sử dụng nó. Tóm lại, trong cái bài học này hôm nay các bạn đã biết cách viết mã on-chain trên HANA, nó cũng giống như là viết mã on-chain trên layer 1 Cardano như thế nào. Và mã off-chain trên HANA thì chúng ta phải sử dụng socket, WebSocket để tương tác với HANA. Chúng ta không thể sử dụng các cái công cụ mà sẵn có trên off-chain trên layer 1 Cardano được. Cuối cùng thì là chúng ta đã biết đến cái việc cách testing nó trước khi đưa lên testnet và cũng như là mainnet như thế nào. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài giảng tiếp theo. Nếu các bạn thấy thông tin này là hữu ích, hãy đăng ký kênh của chúng tôi bằng cách click vào nút chuông ngay bên dưới video này. Các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được thông tin khi chúng tôi ra những video mới. Nếu bạn muốn gia tăng thêm số ADA trong tài khoản của mình, hãy staking đến pool VitLight hoặc pool HADA của chúng tôi. Hướng dẫn staking chi tiết có ngay trong QR code các bạn thấy trên màn hình. Xin cảm ơn.